Chỉ một vài động tác đơn giản như là tháo phần nhựa ở chỗ để chân, sau đó tìm ra dây gia hạn tốc độ của xe, tháo dắt điện ra thì lập tức tốc độ của xe đạp điện đã có thể đạt 35-40 km/h. Việc kích tốc độ cho xe đạp điện phổ biến đến mức trên các trang mạng xã hội tràn lan các hướng dẫn từ thao tác kích tốc độ cho từng loại xe. Tuy nhiên, theo phương tiện này khi di chuyển hầu như không phát ra tiếng động, nên nếu di chuyển với tốc độ cao thì chắc chắn sẽ gia tăng tai nạn giao thông.